Xin chào mọi người. Thì hôm nay Dog Life Channel thì xin giới thiệu đến chị một bé được giống Corgi Fluffy, hay còn gọi là Corgi lông dài cực kỳ đẹp. Thì anh chị xem clip mà anh chị muốn phối bé thì cứ liên hệ ha, bên em nhận phối. Rồi ok, mời anh chị xem đến bé trực tiếp ha. Rồi. Ok rồi, em đang tiến hành là quay bé Corgi lông dài được giống của bên em. Thì em nói sơ qua một chút thì dòng Corgi thì nó có chia ra hai loại là một Corgi lông ngắn và Corgi lông dài. Thì trong clip trước em đã quay một bé cái giống lông ngắn. Thì lông ngắn nó sẽ lát thì lông nó sát da. Còn bé này là bé thuộc được giống lông dài thì em dùng để phối cho khách hàng. Thì tỷ lệ mà đẻ ra được một bé lông dài thì khá là ít. Thì nếu như mà con cái lông dài và đực lông dài thì ra lông dài, nhưng mà cái lông ngắn đực lông dài thì ra tỷ lệ lông dài cũng ít hơn với lông ngắn. Nên trên thị trường thì giá lông dài nó sẽ cao hơn là giá lông ngắn. Với lại thì về hình thái thì giá lông dài, hình dáng thì giá lông dài tại vì bộ lông của nó phủ khắp kín người, mình nhìn rất là đẹp, rất là đồ sộ, rất là hùng. Ôi, Hùng đem cho bé đứng lên. Đó, đứng lại. Đó. Bé này thì hiện tại cũng tầm 14-15kg rồi, thì khá là đẹp. Thì bé hiện tại đó cũng ta 2-3 năm tuổi rồi, thì bi cà đầy đủ. Thì anh chị nào mà có nhu cầu phối giống thì cứ liên hệ bé, em sẽ phối bé này cho anh chị ha. Anh chị xem clip để em quay toàn thể. Thì hiện tại thì đây, em quay một vòng tròn bé cho anh chị xem. Bé cực kỳ đẹp, cực kỳ to này. Đặc biệt là bé này là về cả chỉ. Thì cả chỉ là như thế nào? Cả chỉ là vòng kẽ khăn quàng cổ. Thì bé này thì không bị lỗi gì hết. Thì khăn quàng cổ trước mặt này, trước mặt thì khăn quàng cổ là thẳng, chảy đường ngang. Rồi khăn quàng cổ là xung quanh này không có lỗi lã gì hết. Đó, bé rất là đẹp. Đó, bé này tên là Ken nha, Ken. Rồi thì em thì hầu như thì khách phối của hàng em thì em phối thường phối lông dài là nhiều. Nên anh chị nào có nhu cầu phối giống thì cứ liên hệ em sẽ phối. Thì hiện tại thì bên em sẽ được lông ngắn và được lông dài có đầy đủ. Anh chị muốn phối lông ngắn, muốn phối lông dài em có đầy đủ ha. Thì em bán cả cuốn con lẫn cuốn giống. Thì nhưng với đối cuốn giống được thì em không bán, em chỉ phối khách hàng thôi. Thì em đã quay một vòng xong tròn để cho anh chị xem lại. Rồi, bé rất là đẹp. Thì cái dòng Corgi này thì để em nhắc lại với anh chị nào mà chưa tìm hiểu về dòng Corgi này nhiều. Thì dòng Corgi này thì nó cao trung bình khoảng từ 30 đến 35cm thôi, chiều cao. Thì đặc điểm của dòng Corgi là chân nó cực ngắn, chân ngắn, mông to. Và cân nặng thì trung bình cân nặng khoảng từ 14 đến 15kg. Thì là cân nặng tiêu chuẩn đẹp của Corgi. Thì có một vài bé giống cái thì có khách hàng cho ăn quá nhiều thì nó sẽ cân nặng sẽ cao lên là khoảng tầm là 19 đến 20kg, đó là tình trạng bé phì. Còn mà nuôi chuẩn nhất là khoảng tầm 14-15kg như bé này là cực kỳ đẹp rồi. Với lại bé này được một cái là kẻ chỉ rất kẻ vẽ, khăn quàng rất là đẹp. Anh chị xem đi anh chị. Đó, anh chị thấy. Rồi anh chị nào mà đang có cái giống đang solo hay là có thời kỳ sắp tới thời kỳ solo mà muốn phối giống để có được chất lượng con tốt nhất thì cứ liên hệ em ha. Em phối bé này cực kỳ đẹp luôn, kẻ vẽ khăn quàng bi cà rất là to. Bi cà đầy đủ. Hiện tại thì ngoài Corgi ra em còn nhiều, rất nhiều loại giống như là Akita, Shiba, Alaska, Samoy, Golden, Labrador đầy đủ ha. Thì đối với Corgi thì em cũng khá là thích Corgi, tại vì Corgi nó thứ nhất là tính cách nó khá là hiếu động, thứ hai là nó tinh nghịch và nó rất là vui vẻ, nó hòa đồng, nó cũng khá là khôn, mình cũng dễ nó huấn luyện của nó chứ không phải là ngáo ngơ như Alaska hay là Husky, mà dòng này khá là khôn, mình dễ huấn luyện trong nhà. Cũng khá là dễ, với lại kích thước cũng không quá to. Mình nuôi trong điều kiện là nhà căn hộ hay là nhà mà không có sân vườn nhiều thì mình nuôi rất phù hợp. Với lại nếu như anh chị có con nít ở nhà thì nuôi dòng này rất tốt, tại vì nó quá rất là quấn người và rất thích con nít. Thì cho con nít cho bên này rất là đẹp. Thì đặc biệt mà nếu như anh chị nuôi, đặc biệt anh chị nuôi Corgi mà nuôi dòng lông dài này thì anh chị nên bổ sung thêm là anh chị nên chăm sóc lông tốt bé cho bé một tốt một chút. Thì thường xuyên đi ra spa hay là có kinh nghiệm thì cứ ở nhà tắm rửa và cắt tỉa cho bé. Không cắt tỉa mà mình chải chuốt lông cho bé thật là đẹp. Tại vì dòng lông dài này thì nó đẹp, nó phô trương bộ lông của nó. Còn dòng lông ngắn thì nó khỏe hơn một xí, là lông nó ngắn hơn thì nó sẽ phô trương về hình thể dáng đi. Còn lông dài nó sẽ phô trương về bề mặt, bề thế bên ngoài. Thì mình đi chơi, đi dạo, mình dẫn đi dạo thì nhìn bé rất là oai hùng, rất là đẹp. Bé rất là hiền nha, dòng Corgi rất là hiền, không có hung dữ, không có sủa bậy, không có cắn bậy. Thì dòng này rất là hiền, mình nuôi cảnh trong nhà rất là đẹp luôn.
Thì hiện tại thì em có để số điện thoại của em ở dưới phía dưới phần bình luận á, phần ghi chú. Thì anh chị muốn mua cuốn giống cuốn con hay là muốn phối giống thì cứ liên hệ trực tiếp em ha, hoặc là liên hệ qua Zalo. Em sẽ video call trực tiếp quay bé để anh chị và kiếm anh chị lựa chọn, anh chị thích bé nào em giao bé nấy liền ha. Bên em bán đầy đủ uy tín, bảo hành sức khỏe, bảo hành tật lỗi đâu trả đầy đủ, thì uy tín làm đầu, chất lượng làm gốc. Thì anh chị cứ xem clip, và trong quá trình clip thì đây một già phía sau cô ghi và si bao của em, thì bé đã ngủ trưa. Thì anh chị nào mà muốn quan tâm hay muốn tìm hiểu về một dòng chó nào đó thì cứ comment trực tiếp, thì em xem thử trong trại và có dòng chó đó em sẽ quay trực tiếp một bé nào cụ thể cho chị xem, màu sắc cụ thể cho anh chị ưng ý. Đây bé rất là đẹp. Rồi em thả bé xuống để cho bé chạy anh chị xem ha. Xuống kìa. Rồi đó. Bé này là lông đây có một bé lông ngắn này. Bé này khá đẹp. Bé này Basiro. Bé này tên Siro, thì bé này là bé giống của em cực kỳ đẹp. Em không có bán bé này. Bé này bé giống con cưng của em. Đây là con cưng của em, em không bán. Bé này là bé được giống của em cuối khách hàng. Đây. Sau này mà bé này mà solo thì để con, anh chị nào muốn có được con của bé này thì cứ liên hệ mà. Bé này em không có bán, bé này đặc giống, cá giống em không có bán, bé này bé yêu cực cưng của em.